Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Bắt tạm giam bị can Phạm Văn Cung Sau 2 tháng có thông báo đã hoàn tục và không còn là tu sĩ, ông Phạm Văn Cung bị cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày 25 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can bắt tạm giam Phạm Văn Cung 38 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can trước đây từng là trụ trì chùa Phước Quang, nguyên là giám đốc trung tâm cô nhi viện suối nguồn tình thương ở huyện Tam Bình. Ông Cung bị tố cáo đã lừa đảo một số tiền lớn. Sau thời gian xác minh, công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện các bước tố tụng để phục vụ công tác điều tra. Như đã thông tin trước đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo đã nhận được một số đơn tố giác Phạm Văn Cung, tức Thích Phước Thọ, nội dung đơn tố cáo cho rằng vị này đã ép buộc lừa đảo một số tiền lớn. Sau khi xác minh, ngày 22 tháng 9, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo ông Cung đã hoàn tục và không còn là tu sĩ. Theo báo cáo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ngày 17 tháng 8 Nơi này đã ra quyết định cho ông Hoàn Tục trở về Gia Thách đối với ông Phạm Văn Cung, đồng thời thu hồi các giấy tờ gồm chứng điệp thọ giới, chứng nhận tăng ni và đã xóa tên tu sĩ trong danh sách tăng ni của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.